Đế chế La Mã là một trong những đế chế nổi tiếng nhất lịch sử thế giới, và nếu chỉ gói gọn trong phạm vi phương Tây, có lẽ không một đế chế nào nổi tiếng hơn nữa. Tuy có những lúc thăng trầm, nhưng sự thật là đế chế La Mã đã tồn tại suốt 1.500 năm tại châu Âu và để lại ảnh hưởng vô cùng to lớn về nhiều mặt. Cũng chính bởi thế mà những người đứng đầu đế chế khổng lồ này chính là các hoàng đế La Mã, luôn được các sử gia quan tâm, và cả những người không thuộc giới học thuật cũng biết đến. Với số lượng lên đến cả trăm vị hoàng đế, lẽ dĩ nhiên có những người cực kỳ nổi tiếng bởi nhiều lý do khác nhau, nhưng tự chung lại, hầu hết đều xoay quanh những công trạng của họ với tư cách là quân chủ một nước. Tuy nhiên trong số ấy, có một vị hoàng đế tương đối đặc biệt là vì tuy không đạt được quá nhiều công trạng lớn lao vĩ đại như nhiều người khác, nhưng ông lại nổi tiếng với một cương vị khác hẳn, ấy là một triết gia. Người đó chính là Marcus Aurelius Antoninus Augustus, hoàng đế La Mã từ năm 161 đến năm 180. Ông được xếp vào một trong ngũ hiền đế của La Mã, là vị hoàng đế cuối cùng tại thời kỳ đỉnh cao thịnh trị Pax Romana. Ngoài ra, ông còn là một triết gia nổi tiếng của chủ nghĩa Khắc Kỷ, do đó mà còn được mệnh danh là hoàng đế triết gia. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu qua về cuộc sống khá đặc biệt của Marcus Aurelius, cũng như tìm hiểu về suy tưởng, tên gốc là Meditation, một trong những triết phẩm nổi tiếng nhất của chủ nghĩa Khắc Kỷ. Marcus Aurelius sinh ngày 26 tháng 4 năm 121 tại Rome, là con trai của pháp quan Marcus Annius Verus. Bên cạnh cái tên nổi tiếng và được dùng khi làm hoàng đế là Marcus Aurelius Antoninus Augustus, ông còn nhiều tên gọi khác, một điều không lạ lẫm gì với những quý tộc Hy Lạp La Mã. Cha ông mất sớm, khi Marcus Aurelius mới 3 tuổi, và tuy mẹ ông không tái giá, nhưng bà cũng không gần gũi với con cái. Do đó, Marcus Aurelius được nuôi lớn và dạy dỗ bởi ông nội, người lúc đó đang là quan chấp chính của La Mã. Về lý thuyết thì đây là chức vụ cao nhất ở Rome, nhưng sau hơn trăm năm phát triển của đế chế, quan chấp chính giờ hầu như chỉ quan trọng về mặt nghi lễ. Tuy vậy, gia đình của Marcus Aurelius vẫn khá giàu có, nổi tiếng và danh giá. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã được thụ hưởng nhiều sự giáo dục về mọi mặt. Việc giáo dục của Marcus Aurelius bắt đầu khi ông khoảng 7 tuổi. Và như nhiều con cái gia đình quý tộc khác, ông được giáo dục tại gia. Sau này trong cuốn suy tưởng, Marcus Aurelius có nhắc đến việc này và cảm tạ cụ nội của mình là Catilius Severus đã không để ông đến học tại các trường công. Ta được biết rằng ít nhất có 3 người phụ trách việc giáo dục của ông trong những năm đầu: Elphoric, Geminus và một người vô danh, người được Marcus Aurelius xưng tụng là người thầy đầu tiên của ta sau này trong suy tưởng. Elphoric được cho là người phụ trách dạy Marcus Aurelius về tiếng Hy Lạp và văn học cổ, trong khi đó Geminus dạy cho ông về cách phát âm, nói năng và diễn thuyết, còn người thầy đầu tiên chủ yếu dạy ông về đạo đức và cách làm người. Điều này đã được Marcus Aurelius nói rất rõ ràng trong suy tưởng, rằng người ấy đã dạy ông biết chịu đựng khó nhọc và không đòi hỏi nhiều, tự làm những việc cần làm, chỉ chú tâm vào công việc của mình và không tốn thời gian nghe những lời rèm pha vu khống. Khi lên 12 tuổi, việc giáo dục của Marcus Aurelius bước vào giai đoạn tiếp theo. Ông học được thêm nhiều điều từ Andro, một nhà toán học kiêm nhạc sĩ, đặc biệt là Dionysus, một họa sĩ tài ba, người truyền cho Marcus Aurelius những cảm ứng đầu tiên về triết học và lối sống thanh đạm. Hơn một năm sau, Marcus Aurelius được theo học với một số thầy mới: Alexander xứ Cotium, Chosius Alper và Tutisius Proculus. Không có nhiều thông tin lắm về hai người sau, ngoài việc họ đều phụ trách dạy Marcus Aurelius về tiếng Latin. Thế nhưng Alexander là người dạy cho ông về văn học Hy Lạp nói chung. Có thể thấy rõ ràng ảnh hưởng từ Alexander lên Marcus Aurelius trong suy tưởng: hành văn cẩn trọng, chú trọng chủ đề hơn văn phong và thường xuyên trích dẫn tác phẩm của Homer. Bên cạnh việc học tập tri thức, Marcus Aurelius cũng rất say mê đấm bốc, đấu vật, chạy nhảy và trò đá chọi. Ngoài ra, ông còn là một cầu thủ cừ khôi và thích săn bắn. Đây đều là những điều bình thường đối với một thanh niên thuộc tầng lớp thượng lưu. Bên cạnh đó, Marcus Aurelius cũng gia nhập hội kỵ sĩ đoàn theo lời kêu gọi của hoàng đế Hadrian. Lúc ấy ông mới 6 tuổi. Chỉ một năm sau, ông cũng gia nhập nhóm tăng lữ Sali, một tổ chức tôn giáo riêng dành cho con em quý tộc ở Rome. Mặc dù trên thực tế Marcus Aurelius không đủ điều kiện gia nhập do cả cha và mẹ ông đều đã mất, nhưng nhóm này vẫn chấp nhận trước lời thỉnh cầu của hoàng đế Hadrian. Có thể thấy rõ là Hadrian tỏ ra rất có thiện cảm với cậu bé Marcus Aurelius. Vị hoàng đế thậm chí còn đặt cho Marcus cái biệt danh là Verissimus, tức là người đứng đắn nhất. Năm 137, khi Marcus Aurelius được 16 tuổi, một sự kiện trọng yếu đã diễn ra. Số là hoàng đế đang tại vị, Hadrian không có con, mà không lâu trước đó đã suýt chết vì bệnh xuất huyết. Do đó, ông cần phải tìm một người kế vị. Nói theo người tiền nhiệm là hoàng đế Trajan, Hadrian chỉ định một quý tộc danh giá là Lucius Seinonius Commodus làm người kế vị.
Commodus cũng là một người khá thân thiết với cả Marcus, và do đó Hadrian đã ngỏ ý muốn mai mối Marcus với một trong số những người con gái của Commodus. Lý do khiến cho Hadrian chọn Commodus kế vị cũng được nhiều người đoán là để gián tiếp đưa Marcus vào danh sách thừa kế. Ngoài ra, cũng nhờ Commodus mà Marcus mới có cơ hội tiếp cận với nhà triết học khắc kỷ Apollonius, người được ông gửi lời cảm tạ trong suy tưởng. Thế nhưng, sức khỏe của Commodus đã quá suy giảm, và vào tháng 1 năm 138, ông ta qua đời, khiến cho Hadrian phải tìm người kế vị mới. Lần này, hoàng đế chọn một nguyên lão không có con là Aurelius Antonius làm người kế vị. Antonius cũng là họ hàng của Marcus, vì vợ ông nguyên là cô ruột của Marcus. Điều kiện để được chọn làm người kế vị do Hadrian đưa ra là yêu cầu Antonius nhận nuôi Marcus cùng con trai Senonius là Lucius Verus là con nuôi. Marcus sau đó lấy họ cha nuôi và trở thành Marcus Aurelius Antonius. Năm 138, Hadrian qua đời và Antonius kế vị ông làm hoàng đế La Mã. Với cương vị là con nuôi của hoàng đế, Marcus Aurelius nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu danh sách lên ngôi. Ngoài ra, hôn ước giữa Marcus với người con gái của Commodus trước đó cũng bị hủy bỏ. Thay vào đó, Marcus sẽ đính hôn với cả con gái của Antonius là Faustina. Việc giáo dục của Marcus và người anh em nuôi Verus càng được chú trọng hơn bao giờ hết. Người hướng dẫn Marcus về hùng biện tiếng Hy Lạp là Herodes Atticus, một nhà hùng biện Athens giàu có và nổi tiếng. Còn về hùng biện tiếng Latin, ông được dạy dỗ bởi Marcus Cornelius Fronto, một nhà hùng biện lỗi lạc đến từ Sirta của Bắc Phi. Nhiều bức thư trao đổi giữa Fronto và Marcus vẫn còn tồn tại, đều cho thấy sự thân thiết giữa hai người, đồng thời thể hiện rằng Fronto rất tiếc khi Marcus dần rời bỏ hùng biện để đi sâu hơn vào triết học. Đây là một chi tiết quan trọng vì chúng ta không biết rõ được vào thời điểm nào thì Marcus Aurelius có xu hướng tìm hiểu sâu hơn về triết học, cụ thể hơn là trường phái khắc kỷ. Tuy nhiên, với việc tiếp xúc với triết học nói chung và trường phái khắc kỷ nói riêng từ rất sớm, lại có điều kiện nghiên cứu và lắng nghe các triết gia nổi tiếng, có thể chắc chắn rằng ngay từ khi còn rất trẻ, Marcus Aurelius đã có xu hướng trở thành một triết gia. Marcus cũng học nhiều điều ở bên ngoài lớp học, cụ thể hơn là các vấn đề liên quan đến luật pháp và chính trị. Người có ảnh hưởng lớn nhất tới ông chắc chắn là cha nuôi, hoàng đế Antonius Pius. Hẳn Marcus đã được chứng kiến Antonius tiếp đón các đại sứ, xét xử các vụ kiện và đọc thư cho những người dưới chép. Bên cạnh đó, Marcus cũng sớm được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng. Năm 140, ông trở thành quan chấp chính khi mới 19 tuổi và tái nhiệm năm 145. Đó cũng là năm ông kết hôn với cả Faustina. Sử sách không ghi chép nhiều gì về Marcus Aurelius từ năm 145 cho đến khi ông kế vị năm 161. Một số chi tiết ít ỏi được rút ra từ các bức thư giữa ông và người thầy Fronto. Trong đó có các chi tiết quan trọng nói về việc Marcus dần ngả sang triết học như đã nói ở trên. Ngày 7 tháng 3 năm 161, hoàng đế Antonius Pius qua đời và Marcus Aurelius nghiễm nhiên trở thành người cai trị thực tế duy nhất của La Mã. Viện Nguyên Lão nhanh chóng trao cho ông cái tên Augustus với danh hiệu Imperator. Ở tuổi 40, Marcus Aurelius chính thức trở thành hoàng đế La Mã, vai trò mà ông đã được chuẩn bị để tiếp nhận trong nhiều năm. Một trong những điều đầu tiên mà Marcus làm sau khi kế vị là bổ nhiệm người em nuôi, Lucius Verus làm đồng hoàng đế. Việc này chưa từng có tiền lệ, và Viện Nguyên Lão ban đầu cũng chỉ xác nhận là một mình Marcus Aurelius làm hoàng đế. Tuy nhiên, Marcus tỏ ra rất kiên quyết về chuyện này và từ chối thực hiện nghĩa vụ cho đến khi Lucius cũng được xác nhận là hoàng đế. Cuối cùng, Viện Nguyên Lão chấp nhận nhượng bộ và ban cho Lucius cái tên Augustus cùng danh hiệu Imperator. Lần đầu tiên trong lịch sử đế chế có tận hai người được xác nhận là hoàng đế với đầy đủ quyền hạn tại cùng một thời điểm. Tuy nhiên, trên thực tế thì Marcus Aurelius là người có quyền lực cao hơn. Ông lớn hơn Lucius Verus cả chục tuổi và đã có nhiều năm được đào tạo cho trách nhiệm này. Trên lý thuyết, hoàng đế là người có quyền lực cao nhất và tối thượng nhất ở trong đế chế. Nhưng thực tế thì không hẳn như thế. Hoàng đế cố nhiên vẫn có toàn quyền ban hành hay thay đổi chính sách, nhưng để chúng được thực thi và đạt đến mức độ như thế nào thì hoàng đế không thể kiểm soát hoàn toàn được. Lý do nằm ở đặc thù của đế chế La Mã. Nó là một đế chế đi lên từ Cộng Hòa và vẫn còn mang nhiều đặc điểm của một nền Cộng Hòa. Do đó, quyền lực trên thực tế bị phân chia giữa hoàng đế, Viện Nguyên Lão và các thống đốc. Phần lớn thời gian của Marcus Aurelius được dành để giải quyết các vấn đề đã qua các nấc thang hành chính, tiếp đón đại sứ từ các thành phố lớn của đế chế, xét xử kháng cáo của các vụ án hình sự, trả lời câu hỏi của thống đốc tỉnh và giải quyết đơn thỉnh cầu của các cá nhân. Dù có cả một hệ thống giao liên triều đình chuyên dụng, nhưng tin tức vẫn có thể mất hàng tuần để đi từ rìa đế chế vào đến trung tâm. Các sắc lệnh của Rome phải mất thời gian để truyền xuống. Hơn nữa, dù quyết định của hoàng đế có hiệu lực pháp lý, nhưng việc thực thi hầu như nằm toàn quyền trong tay các thống đốc tỉnh, mà đây lại là một biến số khó có thể kiểm soát được.
bộ máy hành chính của đế chế La Mã nhìn chung không được tập trung và hiệu quả. Tuy vậy, với tất cả những khó khăn ấy, Marcus Aurelius vẫn duy trì được một nền chính trị tương đối hiệu quả. Dù vậy, về cuối thế kỷ thứ 2, sự ổn định của La Mã không còn được vững vàng như trước. Ngay sau khi Marcus Aurelius lên ngôi, quan hệ giữa Rome và đế chế Parthia ở phía đông dần chuyển hướng xấu. Năm 162, đế chế Parthia chiếm Armenia và đánh tan đạo quân La Mã đồn trú. Với việc Syria bị đe dọa, Rome lập tức đáp trả. Đồng hoàng đế Verus được cử đến phía đông, ở lại đó trong 4 năm tiếp theo. Cả ông và Marcus đều không có bất kỳ kinh nghiệm trận mạc nào, nhưng dưới trướng họ không thiếu những tướng tài. Bản thân hai hoàng đế hiểu rõ điều này nên việc chiến tranh được giao lại cho những người có năng lực. Rất nhanh chóng, Rome đẩy lui được Parthia và ép họ phải đàm phán hòa bình. Parthia vẫn là một mối đe dọa, nhưng là mối đe dọa có thể xử lý bằng các biện pháp ngoại giao trong tương lai gần. Bên cạnh xung đột với cả Parthia, Rome còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như là dịch bệnh. Chỉ một năm sau chiến thắng trước Parthia, một dịch bệnh lớn bùng nổ khiến cho rất nhiều người chết. Và quan trọng hơn, các bộ tộc German, Đông Âu, Scandinavia ở phía Bắc dần di chuyển xuống để tìm nơi định cư. Rome không thể đưa ra một chính sách nào quyết đoán và tối ưu về vấn đề này, và phản ứng của đế chế luân phiên giữa đáp trả thù địch và tìm cách dung chứa. Sự thất bại trong việc định ra một chính sách tối ưu chính là mầm mống gây nên những cái lý do khiến cho phần phía Tây của đế chế sụp đổ khoảng 300 năm sau đó. Khoảng 10 năm cuối cùng của triều đại Marcus Aurelius xảy ra nhiều cuộc chiến tranh gián đoạn. Đầu tiên là loạt chiến tranh Marcomanni vào đầu những năm 170, và sau đó là loạt thứ hai vào cuối thập kỷ đó. Trách nhiệm đổ hết lên vai Marcus vì đồng hoàng đế Verus đột ngột qua đời năm 169. Với những cuộc chiến này, La Mã phải đàm phán với các tộc trưởng có thẩm quyền hạn chế và độ tin cậy không cao. Khi đàm phán thất bại, giải pháp thay thế duy nhất là một chuỗi giao tranh quy mô nhỏ, chậm chạp và đẫm máu, thay vì các trận đánh giàn quân. Chính vì thế mà chúng thường kéo dài hàng năm liền, khiến tất cả đều mệt mỏi. Đến năm 175, La Mã dường như chiếm thế thượng phong. Nhưng đúng lúc này, tin tức đáng lo ngại ập đến. Avidius Cassius, người có công lớn nhất trong chiến tranh Parthia và hiện nay là thống đốc Syria, đã nổi dậy và tuyên bố mình là hoàng đế. Một số tỉnh phía đông, đặc biệt là Cappadocia, vẫn trung thành với cả Marcus. Nhưng Cassius được công nhận là hoàng đế trên một diện tích lớn ở phía đông và đặc biệt ở Ai Cập, nơi cung cấp lượng lớn lương thực cho đế chế. Một cuộc nội chiến dường như là không thể tránh khỏi và chỉ bị ngăn chặn khi một tên cấp dưới ám sát Cassius. Tuy nhiên, Marcus buộc phải đi về phía đông để thiết lập lại quyền lực của mình. Đi cùng ông là Faustina, bà đã qua đời trên đường đi. Ông đến thăm các thành phố lớn của phía đông, Antioch và Alexandria, và cuối cùng là Athens. Marcus Aurelius lúc này đã vào tuổi ngũ tuần và sức khỏe đã càng ngày càng giảm sút. Cuộc nổi dậy của Cassius cho thấy tính cấp thiết của việc định ngôi người kế vị. Không may là trong chuyện này, Marcus không có nhiều lựa chọn. Ông có 13 người con, nhưng đa phần đều chết trẻ. Và cho đến thời điểm đó, chỉ còn duy nhất một người con trai, tên là Commodus, còn sống. Marcus cũng không có ý định nhận nuôi người kế vị như các hoàng đế tiền nhiệm. Do đó, ông đặt mọi hy vọng vào Commodus. Năm 177, Commodus trở thành quan chấp chính và gần như được coi là đồng hoàng đế với cả cha. Năm 178, biên giới phía Bắc lại bất ổn, khiến cho Marcus và Commodus phải hành quân để tiếp tục chiến tranh. Có thể tin rằng cuộc chiến này đã đẩy nhanh sự suy yếu sức khỏe của Marcus. Bằng chứng là ông đã qua đời 2 năm sau đó, khi vẫn còn ở Sirmium ở phía Bắc. Commodus kế vị cha, nhưng đáng buồn là gã đã không thể trở thành một hoàng đế như là Marcus. Cho đến ngày nay, Commodus vẫn được nhiều sử gia coi là một hoàng đế kém cỏi, tàn bạo và đã góp phần khiến cho đế chế rơi vào hỗn loạn. 12 năm sau đó, Commodus bị ám sát, La Mã dần rơi vào nhiều cuộc nội loạn, dẫn đến thời kỳ được gọi là cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3. Di sản của Marcus Aurelius trong cương vị hoàng đế La Mã hầu như đã bị hủy hoại trong tay Commodus. Thế nhưng di sản của ông trong một vài vai trò khác lại còn tồn tại đến ngàn đời. Đó chính là những gì ông để lại cho hậu thế trên cương vị triết gia khắc kỷ, chủ yếu thể hiện qua tác phẩm Suy Tưởng. Suy Tưởng có tên gốc tiếng Hy Lạp như sau, có nghĩa là những điều gửi cho chính mình. Đúng như cái tên của mình, Suy Tưởng về bản chất khá giống với một cuốn nhật ký. Nó là những ghi chép cá nhân của Marcus Aurelius. Trong đó, ông ghi lại những suy nghĩ riêng dành cho bản thân và những tư tưởng về triết học khắc kỷ. Suy Tưởng là những ghi chép cá nhân ghi lại những suy tư chiêm nghiệm dựa trên cuộc sống đầy gian truân của ông. Qua tìm hiểu, đọc một số đoạn, ta có thể đoán ra ông đang nhắc đến những trận chiến mà ông tham gia đã được lịch sử ghi lại. Nhiều đoạn lại nhắc đến những triết gia ông xem là thầy giáo của mình, dù có thể là ông chưa bao giờ từng gặp họ. Cũng chính là vì những ghi chép cá nhân do Marcus viết chỉ để cho bản thân mình đọc, nên Suy Tưởng rất khác so với nhiều triết phẩm khác.
cố gắng tổng hợp ra một lập luận bền vững và mạch lạc từ toàn bộ suy tưởng là một điều vô ích. Đơn giản vì nó không phải là một kiểu tác phẩm như vậy. Đương nhiên như vậy không có nghĩa suy tưởng không có sự thống nhất hay có những mối quan hệ nào với cuộc sống của Marcus, vì nó có cả hai. Cái thống nhất, nó là sự lặp đi lặp lại của một số ít chủ đề mà chắc chắn phản ánh những mối bận tâm của Marcus. Chính những điểm Marcus thường xuyên quay trở lại nhất sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc nhất về tính cách và mối quan tâm của ông. Một ví dụ sẽ gây ấn tượng với bất kỳ ai đọc suy tưởng là ý thức về cái chết tràn ngập. Cái chết không đáng sợ, Marcus liên tục nhắc nhở bản thân như vậy. Nó là một quá trình tự nhiên, một phần của sự thay đổi liên tục hình thành nên thế giới. Mặt khác, nó là niềm an ủi sau cùng. Sớm thôi, các ngươi đều phải chết. Lúc đó Marcus tự nhủ như thế. Việc nhấn mạnh vào sự phù phiếm và vô giá trị của những mối bận tâm trần thế ở đây được liên kết với ý tưởng tổng quát hơn là tính nhất thời. Tất cả mọi thứ đều được thay đổi hoặc qua đi, diệt vong và bị lãng quên. Đây là gánh nặng của một số bài tập tư duy do Marcus tự đặt ra cho mình. Bên cạnh cái chết, xuyên suốt suy tưởng còn xuất hiện nhiều chủ đề khác. Nhiều mục thảo luận về các phương pháp đối phó với nỗi đau hoặc các dạng suy nhược cơ thể khác. Nhiều mục khác lại nói về nhu cầu kiềm chế sự tức giận và cáu kỉnh với người khác, chịu đựng sự kém cỏi hoặc ác ý của họ, chỉ ra những lỗi lầm trong cách làm của họ. Xuyên suốt tác phẩm là một giọng điệu bi quan. Từng có học giả nhận xét thẳng thừng rằng đọc suy tưởng trong thời gian dài có thể dẫn đến u sầu, và ngay cả những người yêu thích cuốn sách này cũng không thể phủ nhận một sự u sầu trong quan điểm nhân sinh được trình bày ở trong đó. Có lẽ thiếu sót chính trong triết lý của Marcus Aurelius là nó không tạo bất kỳ điều kiện nào để niềm vui có thể khởi sinh. Marcus không cung cấp cho chúng ta phương tiện đạt được hạnh phúc, mà chỉ có phương tiện chống lại nỗi đau. Có lẽ là phản ánh chính cuộc sống đầy nỗi buồn và u sầu của ông. Tuy thế, chính những điều đó lại làm nên cái độc đáo và khác biệt của suy tưởng, không giáo điều, không mang tính răn dạy, mà chỉ có ý khuyên nhủ. Những chủ đề lớn xuất hiện trong suy tưởng là những chủ đề luôn gắn bó với một con người, không phân văn hóa, giai cấp hay thời đại sống. Chính vì vậy mà dù gần 2.000 năm trôi qua mà các tư tưởng của Marcus Aurelius vẫn có giá trị không thể xóa nhòa. Sách Hán Thư có câu: "Dĩ kỳ di tử hoàng kim mạn doanh, bất như nhất kinh." Câu này nghĩa là để lại cho con vàng đầy dương cũng chẳng bằng một pho sách. Từ cổ chí kim, tri thức vốn đã luôn giá trị như vậy. Công trạng của hoàng đế Marcus Aurelius có thể đã biến mất, nhưng suy tưởng của triết gia Marcus Aurelius thì vẫn trường tồn. Đọc suy tưởng, ta phần nào bóc tách được những tâm tư sâu kín của một hoàng đế La Mã, một người thông lầu cổ kim, và nhất là một học trò của triết gia khắc kỷ. Những lời tán tụng của hậu thế với suy tưởng quả thật không ngoa, một trụ cột không thể xô đổ của triết học khắc kỷ. Và đó là những điều cơ bản và tóm lược nhất về cuộc đời của hoàng đế triết gia Marcus Aurelius, cũng như triết phẩm nổi tiếng nhất của ông để lại cho hậu thế là suy tưởng. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn có được một cái nhìn tổng quan về Marcus Aurelius, và biết đâu các bạn sẽ hứng thú muốn tìm đọc suy tưởng nói riêng và triết học khắc kỷ nói chung thì sao. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe kênh YouTube Spider Room, đồng thời bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến tận đây. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya.